Con gấu á, phải biết không? Tại vì nó có ít pin nên là nó yếu. Chiếc xe nó còn nhiều pin nên là nó mạnh. Còn gì lắm thì con tự sáng tác à, hồi đó mà tay nó cho là cái lượng hả? Cái nó lấy pin mạnh nó trở về cái nó thay cho con gấu.